Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh của Nguyên. Nguyên nhận được rất là nhiều yêu cầu nấu món hủ tiếu xoa tế nai và hôm nay Nguyên sẽ chia sẻ cho các bạn cách nấu món hủ tiếu xoa tế nai để kinh doanh. Nguồn gốc của món này thì xuất xứ từ Trung Quốc tỉnh Tiều Châu, được lưu truyền đến Việt Nam và cũng là một món ăn được rất là nhiều người yêu thích. Hủ tiếu xoa tế nai thơm mùi đậu phộng và béo béo vị dừa ăn rất là ngon. Cách làm thì cũng khá là dễ. Bây giờ thì Nguyên mời các bạn cùng xem hết video với Nguyên nha. Đây là phần nguyên liệu để nấu nước dùng. Cái gói thuốc bắc này thì dùng để nấu phở nha các bạn. Nếu mà các bạn mua không có được cái loại này thì Nguyên có ghi thành phần ở phần nội dung mô tả những cái loại thuốc bắc mà mình cùng dùng là bao nhiêu nha. Xương bò thì Nguyên cũng đã ngâm muối và rửa sạch sẽ rồi. Các bạn có thể dùng xương ống bò hoặc là sườn bò mình nấu món này thì cũng rất là ngon. Còn đây là phần nguyên liệu để nấu sốt sa tế. Và để không tốn thời gian của các bạn thì Nguyên cũng đã rang sẵn đậu phộng với lại mè rồi. Món này thì mình phải nấu nồi nước dùng trước, sau đó thì mình lấy nước dùng mình pha với sốt sa tế ha. Tất cả các nguyên liệu thì gồm 40 thành phần cũng như gia vị các thứ, Nguyên cũng đã ghi chi tiết ở phần nội dung mô tả. Còn cái phần gia vị nêm nếm và nước chấm thì chút nữa Nguyên sẽ chia sẻ sau. Ăn với hủ tiếu xoa tế nai thì các bạn có thể mua thịt bò, thịt nai hoặc là thịt heo đều được hết. Các bạn cũng có thể mua thêm lá sách bò hoặc là khăn lông. Và bò viên thì tô sa tế sẽ càng phong phú và càng ngon hơn. Còn Nguyên thì thích ăn thịt nai tại vì thịt nai nó rất là mềm và ngọt. Còn số lượng bao nhiêu thì cũng tùy thuộc vào khẩu phần của các bạn nha. Ăn hủ tiếu sa tế thì không thể thiếu dưa leo với lại cà chua. Các bạn cũng có thể mua thêm khế cho vào thì ăn cũng rất là ngon nha. Việc đầu tiên cần làm là trũng xương bò trước. Nguyên cho vào đây một muỗng canh muối với lại 20g củ gừng đập dập. Rồi mình dùng đũa mình khuấy cho nó tan muối. Rồi mình cho xương bò vào mình nấu. Mình phải mở lửa lớn nhất để cho nước nó nhanh sôi nha. Và khi nước nó sôi mà lên bọt rồi thì mình gấp xương bò ra mình mang đi rửa sạch lại. Và Nguyên dùng cái chảo để rang sả, hành tây, củ gừng, củ riền với lại hành tím. Nếu mà các bạn có điều kiện nướng than thì càng thơm nha. Còn không có thì mình dùng cái chảo mình nướng như vậy cũng được. Mình dùng cái đũa mình đảo đều ha. Đến khi nào mà thấy gừng nó khét như vậy thì mình lấy ra. Và Nguyên dùng tiếp cái chảo này để rang tiêu với lại thuốc bắc luôn. Thuốc bắc mà mình không có rang qua mà nấu trực tiếp thì nó sẽ không có thơm nha các bạn. Cái túi này là cái túi đựng gia vị chút nữa mình xài nè. Cái gói thuốc bắc này thì người ta ghi là chỉ nấu cho 2 lít nước dùng thôi. Nhưng mà Nguyên sẽ nấu với 7 lít nước luôn cho nó nhẹ mùi. Vì nếu mà mình nấu nặng mùi quá thì nó sẽ hắt qua mùi thơm của đậu phộng và làm cho cái sốt sa tế nó sẽ không được ngon. Thông thường người ta bán hủ tiếu sa tế bò hoặc là nai thì người ta sẽ bán kèm với phở bò hoặc là phở nai nha các bạn. Người ta sẽ nấu một nồi nước dùng thật là to và người ta lấy cái nước dùng đó người ta làm cái sốt sa tế đó. Và cái nồi nước dùng đó thì nó rất là ít mùi thuốc bắc nha, chỉ thoang thoảng đủ để bán đi cái mùi hôi bò thôi. Thuốc bắc rang vàng như vậy thì được rồi nè, mình không cần rang mà nó bị khét quá nha. Thuốc bắc sau khi rang xong thì mình cho hết vào cái túi để mình nấu nước dùng luôn. Trong cái gói gia vị đó thì nó có sẵn cái túi cho mình nè, rất là tiện. Mình phải cột rút thật là chặt thì mình mới cho vào nha. Mình cho hết sả cây, củ hành tây vào nồi nước dùng. Còn riêng củ gừng với lại củ riền thì mình phải đập dập cho nó thơm thì mình mới cho vào nồi nước dùng. Nấu thì nó sẽ ra mùi vị thơm. Và nhớ là phải cho luôn cái túi thuốc bắc vào. Xương bò thì mình cũng cho vào luôn. Mình nấu lửa lớn nhất cho nó nhanh sôi ha. Cuối cùng thì mình cho luôn củ hành tím vào. Nồi nước dùng này sau khi nấu được 1 tiếng thì Nguyên gấp lấy cái thuốc bắc ra ha. Các bạn cũng có thể nấu xong mới lấy ra cũng được, do Nguyên không thích cái nước dùng mà nó nặng mùi quá. Rồi mình kê đũa mình nấu thêm 4 tiếng nữa ha. Bây giờ thì mình đi chuẩn bị cái nguyên liệu để làm sốt sa tế. Sả cây thì mình phải cắt càng mỏng càng tốt nha các bạn. Nếu mà các bạn cắt dày quá thì chút nữa mình xay cỡ nào nó cũng ăn rất là sạm. Còn củ riền cũng vậy nha, mình cũng phải cắt lát thật là mỏng luôn. Mình mua củ riền thì mình nên mua củ già thì nó sẽ thơm. Cái món này mà không có củ riền thì coi như mất một thành phần rất là quan trọng của món hủ tiếu sa tế nha các bạn.
Còn tỏi với lại hành tím á, thì mình cắt sơ thôi, tại vì cái này nó mềm á, mình cho vào cái máy xay nó cũng rất là nhanh nhuyễn đó. Nguyên dùng một cái cối á, và cho củ riền với lại củ sả vào, rồi mình dùng cái chạy á, mình đâm cho nó thật là nát á, mình mới đem đi xay nha, tại vì hai nguyên liệu này nó rất là cứng. Bây giờ thì Nguyên cho hết bốn nguyên liệu vào cái máy này mình xay cho nó nhanh. Cái máy này là hiệu Philips, Nguyên mua ở trong siêu thị điện máy Nguyễn Kim nha các bạn, vì có rất là nhiều bạn hỏi Nguyên về cái máy này. Mình cho vào hết và mình xay khoảng 30 giây thì nó đã nhuyễn rồi. Ngay lúc này thì ngửi thấy mùi thơm của củ riền là đặc sắc nhất luôn đó các bạn. Rồi bây giờ thì Nguyên cho hết phần bột vào một cái chén nhỏ. Cái này là ớt bột nha các bạn. Cái ớt này á, thì Nguyên cũng đã lược bỏ hết cái phần hạt rồi. Nếu mà mình không có lược bỏ cái phần hạt á, thì nấu ra cái sốt nó sẽ rất là sạm đó. Cái lượng ớt khô này thì Nguyên cho vào cái sốt sa tế thì nó cũng không có cay lắm. Do đứa con út của Nguyên á, nó rất là thích ăn món này và nó ăn được, nó nói là không có cay lắm đó mẹ. Nếu mà các bạn ăn cay được á, thì mình tăng số lượng lên gấp 2 hoặc là gấp 3 lần đó. Khi mua ớt khô này thì các bạn nhớ mua cái loại không có muối nha. Vì theo Nguyên biết là có cái loại ớt khô nó có muối đó, rất là mặn đó. Cho nên mình phải hỏi kỹ người ta. Nếu mà những cái thành phần ở trong món sa tế này á, các bạn hỏi Nguyên không có cái này được không, hoặc là không có cái kia được không á, thì Nguyên xin trả lời là được. Nhưng mà mình ăn á, nó thiếu thiếu không có được hoàn mỹ. Nhưng mà cần thiết nhất á, là phải có đậu phộng, mè, tôm khô, bột tỏi với lại ớt khô nha. Nếu mà không có những cái loại này thì xem như mình đang ăn bò kho thôi hà. Ngoài cách nấu này thì Nguyên có thiết kế thêm một cái loại bột sa tế và cũng đầy đủ những thành phần này. Và mình muốn ăn lúc nào thì mình pha ra mình ăn, mình không có cần nấu cái nồi nước dùng á, rất là tiện. Nguyên thì thỉnh thoảng hay làm cho ông xã của Nguyên và khi nào hết thì Nguyên lại làm và cũng rất là nhanh và tiện nữa đó. Bột sau khi khuấy đều hết rồi thì bây giờ mình đi rang tôm khô nha. Tôm khô này ấy, thì mình rửa sạch sẽ thôi, mình không có cần ngâm nha, tại vì ngâm lâu quá thì nó sẽ bị mất mùi thơm đó. Nguyên cho tôm khô vào một cái chảo nhỏ và mình bắt lửa nhỏ mình rang tôm khô cho nó thơm. Tôm khô mà mình không rang á, mình nấu trực tiếp như vậy thì nó sẽ rất là tanh và nó không có mùi thơm nha các bạn. Mình rang đến khi nào mà thấy có cái mùi thơm á, với lại tôm khô nó khô hẳn thì mình tắt lửa rồi mình lấy ra liền nha. Đậu phộng á, thì bây giờ Nguyên cho vào máy Nguyên xay luôn. Tốt nhất là các bạn nên sử dụng đậu phộng mới xay á, thì mình làm cái món này nó sẽ rất là ngon và thơm. Còn đậu phộng mà đã rang lâu rồi thì nó không còn mùi thơm nữa. Rồi Nguyên cho luôn mè trắng vào nè. Mè trắng này thì Nguyên cũng đã rang rồi nha. Và Nguyên cho luôn tôm khô vào. Các bạn không có nên sử dụng bơ đậu phộng làm món này nha. Tại vì bơ đậu phộng nó có đường với lại muối, rồi nó có dầu nữa. Cho nên Nguyên rất là khó hướng dẫn cho các bạn cái cách nêm nếm. Lúc nãy là Nguyên cho vào đây là 500 ml nước ha. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại và mình bấm máy mình xay cho nó mịn. Nguyên bấm chế độ là xay hạt á, thì nó sẽ xay trong vòng 90 giây. Nếu mà các bạn xay bằng cái máy bình thường á, thì có thể là mình sẽ xay từ 3 cho đến 4 phút á, thì nó mới mịn. Khi trở về số 0 á, thì Nguyên lấy cái cối này ra và Nguyên kiểm tra lại. Nếu mà đậu phộng mà nó không được mịn á, thì mình sẽ đi xay lại. Khi múc lên thì Nguyên thấy cái đậu phộng với lại tôm khô nó cũng chưa có được mịn lắm thì Nguyên sẽ mang đi xay thêm một lần và Nguyên sẽ không có quay khúc này nha. Các bạn cũng có thể nấu như vậy luôn, tại vì Nguyên đi ăn ở ngoài thì thấy người ta xay cũng rất là ảm xạm, người ta cũng không có xay mịn lắm đâu. Nồi nước dùng này thì Nguyên nấu được 5 tiếng rồi, lúc nãy Nguyên quên nói là mình phải nấu lửa nhỏ riu riu thôi nha. Mình phải vớt cho thật là sạch xương nha, tại vì nhiều khi nó cũng có rất là nhiều xương vụn đó. Xương sau khi vớt sạch rồi thì Nguyên cho vào đây cho nó đủ 7 lít nước luôn và Nguyên sẽ nấu sôi lại. Và bây giờ nước đã sôi rồi thì Nguyên sẽ lấy cái nồi này ra và Nguyên chuẩn bị cái phần sốt sa tế. Nguyên cho vào nồi khoảng chừng 2 cho đến 3 muỗng canh dầu ăn và Nguyên cho hết củ hành xay vào.
Rồi mình dùng đôi đũa dài á, mình đảo cho nó thiệt là thơm nha. Bây giờ thì cái mùi củ riềng á, với lại củ hành tím á, nó rất là thơm luôn đó các bạn. Rồi mình cho tiếp cái phần bột sa tế vào nè. Nấu cái món sa tế bò này á, thì nó cũng gần giống như là mình làm bò kho vậy đó. Nhưng mà những cái nguyên liệu thì nó khác nhau thôi. Và Nguyên cho vào đây 2 lít nước dùng ha. Và cho tiếp cái phần đậu phộng xay vào. Cái lượng nước này á, thì nó sẽ hơn 2 lít. Tại vì do cái nồi của Nguyên á, thì nó có cái mức á, cho mình xem cái định lượng nước á. Cho nên chút nữa Nguyên canh cái lượng nước mà mình nêm nếm thì nó cũng rất là dễ dàng. Mình phải vớt sạch những cái bọt này nha. Nếu mà các bạn không có cái nồi mà có cái đường rạch á, thì mình phải làm dấu á, cái mức 2 lít là tới đâu. Tại vì chút nữa Nguyên nấu cái phần sốt này nó rạch xuống còn 2 lít thì Nguyên sẽ nêm nếm luôn. Khi mới cho cái sốt đậu phộng vào á, thì cái nước này nó rất là loãng nha các bạn. Thì mình càng nấu nó sẽ càng sệt lại với là nó càng thơm đó. Rồi mình phải hạ lửa trung bình thấp như vậy nè. Thì mình nấu trong 30 phút thì nó rạch lại như vậy. Thì bây giờ nó ít hơn 2 lít nước á, thì Nguyên sẽ thêm nước vào. Mình vẫn mở lửa cho nó riu riu ha. Rồi bây giờ Nguyên cho tiếp cái nước dùng vào á, cho nó đủ 2 lít thì Nguyên nêm nếm luôn. Cái nồi sốt này á, Nguyên nấu được 30 phút á, thì nó bây giờ nó sệt lại rất là nhiều rồi và mùi vị nó cũng rất là thơm. Có nhiều chỗ bán á, thì người ta pha thêm cái bột bắp á, cho nó sệt lại, nhưng mà Nguyên thấy như vậy nó cũng ngon rồi. Và Nguyên cho vào đây là 80g đường tán. Mình nêm cái món hủ tiếu sa tế này á, mình nên dùng đường tán á, hoặc là đường phèn nó mới ngon nha. Mình cho đường cát cũng được nhưng mà nó không có thơm với lại nó không có béo đó các bạn. Cái cách nêm nếm này thì mình không thể so với cái nước lèo trắng nha, tại vì cái này thì phải nêm đậm đà đó các bạn. Và Nguyên cho vào đây 30g muối, cái này là muối hồng Himalaya nha các bạn. Và Nguyên nêm tiếp vào đây là nửa muỗng canh bột nêm gà. Và để ngon hơn thì mình có thể cho thêm nửa muỗng canh bột ngọt. Nếu mà các bạn không có muốn ăn bột ngọt thì mình không cần cho. Còn nếu mà kinh doanh thì mình sẽ nêm nhiều hơn nha. Khi cho gia vị xong thì mình nêm nếm lại. Nếu mà thấy nó đậm đà là vừa nha. Tại vì nếu mà mình nêm vừa ăn thì cho vào hủ tiếu thì nó sẽ rất là nhạt. Và khi nêm nếm gia vị xong hết thì Nguyên mới cho nước cốt dừa vào. Nếu mà các bạn nấu bán thì nước cốt dừa mình cho riêng ở ngoài nha. Mình đừng có cho chung vào trong nước dùng này. Tại vì nước cốt dừa mà mình nấu qua nấu lại thì nó sẽ rất là hôi mùi dầu dừa đó. Với lại cái nồi nước dùng nó cũng để không có được lâu nữa. Và bây giờ thì Nguyên cho cái phần màu dầu điều vào ha. Mình không có nên cho sớm quá. Tại vì cho sớm quá thì nấu nó sẽ bị rã ra hết luôn á các bạn. Bây giờ thì nó nổi lên hết nè. Bây giờ thì mình đi chuẩn bị cái phần nước chấm ha. Nước chấm để ăn với hủ tiếu sa tế bò thì ở lần trước cái món phá lấu thì Nguyên cũng đã chia sẻ rồi. Thì Nguyên cũng sẽ ghi lại ở phần nội dung mô tả nha. Ăn món hủ tiếu sa tế bò này thì mình phải cắt dưa leo mà mình cắt sợi giống như là mình ăn bún chả giò vậy đó các bạn. Mình phải ăn kèm với dưa leo với lại cà chua thì nó ăn sẽ đỡ ngán hơn. Đó mình cắt cái kiểu giống như là ăn bún vậy đó ha. Còn cà chua thì mình cũng cắt mỏng nha. Nếu mà có mua khế thì các bạn cũng cắt mỏng như vậy luôn. Bây giờ mình chuẩn bị cái nồi nước sôi rồi mình trộn giá với lại hủ tiếu mình ăn luôn. Cái này người Hoa kêu là hủ tiếu ha, còn người Việt thì kêu là cọng phở. Mình trộn sơ rồi mình cho vào cái tô liền. Còn thịt nai thì mình cũng đã cắt mỏng rồi. Mình cho thịt nai vào một cái vá và mình trụng vào trực tiếp như vậy cho nó hơi tái tái ha. Và cái nước sốt này nếu mà mình bán càng nhiều thì nó sẽ càng ngọt do mình trụng thịt tái rất là nhiều đó. Trụng sơ như vậy thì mình lấy ra nha. Thỉnh thoảng mình phải canh chừng giống như cái nước sốt này mình càng nấu thì nó sẽ càng sệt lại và nó sẽ càng mặn nha các bạn. Lúc đó thì mình thêm cái nước sốt vào thì cho nó vừa ăn lại. Khi cái thịt nai mà nó hơi tái tái rồi thì mình cho lên cái tô phở luôn rồi mình múc cái sốt sa tế này vào. Khi mà mình múc cái sốt này vào cái tô hủ tiếu thì mình cũng múc ít thôi nha. Nó không có như mình ăn hủ tiếu bình thường. Cái vá này một vá như vậy là 250ml nhưng mà Nguyên không có múc hết đâu. Khoảng chừng 220ml nước thôi.
Nó hơi sền sệt như vậy là vừa nè các bạn, mình không có nên cho nhiều quá. Và cuối cùng thì mình cho rau quế, dưa leo với lại cà chua vào. Như vậy là Nguyên vừa chia sẻ xong món hủ tiếu sa tế này, rất là dễ làm phải không các bạn? Như vậy là món hủ tiếu sa tế này đã hoàn thành rồi. Video đến đây Nguyên xin tạm ngừng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Nguyên. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho Nguyên một like và một đăng ký kênh. Nguyên cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Xin chào tạm biệt các bạn. Tối chè tại cá sấu thảy.